Rồi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với Phương Vũ. Hôm nay là một ngày rất là nóng tại California, thì nó nóng nguyên tuần này luôn. Gần tới mùa thu rồi nhưng mà nguyên cái tuần này nó nóng một cách lạ kỳ ha. Thay đổi thời tiết thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi coi một căn nhà tại ngoài một căn nhà mà là condo tại thành phố Anaheim. Thì condo này được rao bán là 399.000. 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, rộng 876 square feet. Thì bây giờ mình đang đi tới cái khu condo này đây ha. Bộ khu vực cũng rất là ok. Thì nói chung condo apartment thì nó lúc nào nó cũng có đông xe, người ta đậu dưới đường hết trơn á ha. Nhưng mà khu này là một khu rất là tốt. Ui, đi bộ một xíu mà nó nóng chảy mỡ luôn. Hôm nay hơn 91 độ. Ok, đây là cái khu vực bên ngoài của cái condo này ha. Nằm ở Anaheim nha mọi người ha, gần freeway 5. Cũng khá là gần với cái khu vực Bosa của chúng ta, chắc cỡ 15 phút thôi. Thì hôm nay là cái ngày open house. Thì đây là cái khu condo này đây ha. Bên ngoài thì nhìn rất là ok. Khu này thì cũng nói chung cái nhà này nhìn cũng rất là mới. Bây giờ mình đi vào bên trong. Ok. Đây là phía bên ngoài của condo này đây ha. Đó. Ở ngoài đường thì xe đậu khá là nhiều. Ok. Rồi. Nói chung ra là cái khu vực ở đây thì nó cũng khá tốt, nó nằm kế bên Disneyland luôn. Đó. Cái đường trong mà chạy vô thì nó cũng ok lắm, khu này không có nỗi nào cả. Bên này thì chúng ta có cổng security ha, đi đường đi vô đây ha. Nhà thì khu này thì trần khá là cao, nhìn cũng còn rất là mới. Rồi bây giờ mình đi vào trong nha. Ok, đây là cái khu vực kitchen nha. Thì cái khu vực kitchen ở đây nhìn rất là mới ha. Khu này là một trong những khu vực cũng rất là sang của Anaheim. Thì đây là cái kitchen, cái window rất là bự ở đây. Kitchen cabinet, kitchen countertop rất là ok luôn ha. Còn rất là mới. Đó. Cái này là 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm nha. Ok. Sau đây là cái khu vực phòng dinner room ha, dinner room. Đây là cái khu vực living room, phòng khách. I'm sorry. Thank you. Phòng khách này rất là bự nha mọi người ha. Họ có ok open space ha. Trong đây có một cái balcony. Balcony rất là bự ở đây luôn đó. Đường ra vô thì cũng rất là thoáng. Nói chung ra là khu này á rất là an ninh. Nó có cái cổng security hồi nãy ha, mình đi vô. Đó. Entryway là 296 đồng nha. 296 đồng, đây là cái phòng ngủ ha. Phòng ngủ đầu tiên. Đó. Ok, sau đây là cái khu vực phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai. Đó. Nhìn rất là đẹp ha, sàn cũng rất là mới luôn. Đó. Ok. Đây là bathroom ha. Khu vực bathroom. Nói chung ra là cái này á, cái apartment bên trong này rất là mới. Đó. Không có phải sửa sang gì hết, vô là chỉ cần vô là ready moving thôi, ở liền luôn. Sorry mọi người, hôm nay quá nóng nên mình không mình đi vô mình phê quá, không kịp nói gì nhiều ha, chỉ biết thở mà thôi. Hôm nay là khu ok rồi, đây là cái khu vực để khăn để đồ này nọ ha, không biết nó có laundry không. Ok, sau cái là garage sẽ nằm, nó nằm kế bên kia, nó cũng không có quá xa cái nhà này ha. Thì cái laundry nó ngay kế garage luôn. Đó, nó cũng rất là tiện lợi ha. Thì mình đi ra cái garage đi. Đó. Garage thì họ có một xe garage, tại vì cái này nó chỉ có 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm thôi. HOA là 296 đồng nha. Họ cover trash, water, mấy cái landscaping ở ngoài, điện nước thì mình trả riêng. Ok.
Ok, sau đó cái gara open đó là cái gara cái nhà này ha. Đây đây là cái khu vực đậu xe. Rồi. Ok, rồi. Nếu như ai thích cái video này của mình xin hãy like comment trên cái video, và những ai có nhu cầu mua bán nhà cửa tại California xin hãy gọi cho mình ở số phone là 310 480 7779 310 480 7779. Xin chào.